CES năm 2019 là một trong những sự kiện mà tất cả những người yêu công nghệ đang hướng về. Năm nào thì các nhà báo họ cũng phàn nàn rằng là CES quá nhàm chán. Tuy nhiên đối với CES năm 2019, chúng ta đã được chứng kiến những sự xuất hiện của hàng loạt những sản phẩm công nghệ mới mà tất cả những người yêu công nghệ đang quan tâm. Và trong cái thế giới công nghệ đó thì những sản phẩm về âm thanh luôn được mọi người quan tâm rất lớn. Và đặc biệt đối với CES năm 2019 thì Sony họ đã tung ra hàng loạt những sản phẩm mới, bao gồm những cái chiếc loa không dây ExtraBass mới với nhiều những cái nâng cấp trong thiết kế và cái chất lượng. Nhưng mà các cái sản phẩm này nó vẫn có một cái mức giá rất tốt. Và chúng ta hãy cùng điểm qua những cái sản phẩm mới của Sony xem năm nay Sony họ trình diễn gì ở CES 2019 nhé. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái chiếc loa nó mang tên là Sony SAS-XB12. Đây là một cái mẫu loa nó kế nhiệm cho cái dòng loa XB10, một cái dòng sản phẩm đã từng được rất nhiều người hâm mộ. Và chiếc XB12 này thì nó vẫn thừa hưởng những cái hình dáng giống như của người tiền nhiệm. Tuy nhiên là cái điểm nâng cấp nó lại có rất là nhiều điểm hay. Thứ nhất đó là cái phần vỏ của nó. XB12 thì nó được phủ một cái lớp cao su cho cái khả năng chống chịu nước và chống bụi cao cấp XB67. So với cái đời trước đó là chiếc XB10 thì chúng ta chỉ có một cái tiêu chuẩn đó là IPX5 mà thôi. Và với cái tiêu chuẩn đó là IP67 này thì các bạn có thể thả cả cái chiếc loa đó xuống nước và chúng ta không lo lắng là nó bị hỏng nữa. Thêm vào đó thì cái chiếc XB12 này nó còn chống luôn cả bụi. Tức là bạn có thể đem cái chiếc XB12 này lên rừng hay là xuống biển, bất cứ nơi đâu mà chúng ta muốn, XB12 nó vẫn sẽ làm tròn cái nhiệm vụ phát nhạc của mình mà không cần lo lắng đến vấn đề bụi hay là ẩm ướt nữa. Ngoài những cái tính năng đó thì có một số cái tính năng khác như là ghép đôi hai loa tạo thành một cặp stereo này. Cái thời lượng pin của chiếc loa này rất là khủng, vẫn lên đến 16 giờ. Và đặc biệt đó là cái âm bass của nó đã làm nên cái thương hiệu ExtraBass của Sony trong bao nhiêu năm nay. Và rõ ràng XB12 nó hứa hẹn sẽ đem đến cho chúng ta những cái phút giây âm nhạc thực sự là tuyệt vời hơn nữa. Và bên cạnh cái sản phẩm giá rẻ như vậy thì vẫn có những cái chiếc loa với cái mức giá cao hơn. Đây là một cái mẫu loa được thay đổi về cái thiết kế ngoại thất rất là nhiều so với cái dòng sản phẩm trước đó. Nó bắt mắt hơn và cái vị trí đèn LED của nó được chạy ra cả đến mặt sau của thân loa. Đối với cái thiết kế này thì phần mặt trước chúng ta chỉ còn một cái phần lưới chắn bằng vải chống nước mà thôi. Cái phần thân của loa thì đã được thay đổi, nó được bọc bằng cao su nhám cho một cái cảm giác cầm nắm nó thuận tiện hơn. Và cái quan trọng đó là nó ít bị bám ẩn hơn so với cái kiểu thiết kế cũ trên cái chiếc loa XB21. Và về cái công nghệ thì các bạn biết là trên chiếc XB22 này nó cũng được sử dụng một cái vật liệu mới. Và có một chút gì đó ở đây là tăng cường mica để cho cái chất lượng âm thanh nó trở nên tốt hơn. XB22 này nó được trang bị hai loa với cái đường kính đó là 42mm. Và hai bộ tản âm thụ động cho một cái âm thanh nó đậm chất là ExtraBass luôn. Ngoài ra thì cái chiếc loa XB22 này nó còn được nâng cấp về khả năng chống va đập. Để chẳng may khi mà bạn có làm rơi nó thì nó vẫn hoạt động một cách rất là bền bỉ. Và chúng ta không phải lo ngại về cái khả năng chống chịu va đập của nó nữa. Và dĩ nhiên là đối với chiếc loa XB22 này thì chúng ta vẫn giữ được những cái tính năng rất là thú vị ở trên cái đời trước. Đó là Live Sound, Party Booster này, chúng ta có một cái khả năng ghép đôi với nhiều loa, đó là Wireless Party Train. Và giống như mình vừa mới giới thiệu với các bạn ở trên thì chúng ta còn có khả năng chống nước, chống bụi IP67, chống han gì. Cùng với đó là các bạn sẽ có được một thời lượng pin lên đến 12 giờ phát nhạc liên tục. Và như vậy là các bạn thấy nó vẫn được kế thừa những cái điểm tốt ở trên cái loa XB21 để nó phát huy triệt để những cái ưu điểm mà những chiếc loa di động của Sony đang có. Và đến đây thì có một cái câu hỏi được đặt ra, đó là Sony họ đã nâng cấp cho cái dòng loa XB11 và XB21. Vậy thì đối với những sản phẩm XB31 và XB41 thì sao? Và câu trả lời dành cho các bạn đó là hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có cái thông tin từ Sony về cái phiên bản đời sau của chiếc XB41. Nên là tạm thời cái chiếc XB32 nó sẽ là cái mẫu loa di động cầm tay mà có kích thước lớn nhất trong cái đợt ra mắt lần này tại CES của Sony. Và cũng tương tự giống như là chiếc XB22 thì XB32 nó là cái phiên bản kế nhiệm của cái chiếc XB31 trước kia. Nó được thiết kế bo tròn nhiều hơn, cái phần đèn LED của nó thì được đổi màu rất là đẹp mắt và nó chạy ra cả cái mặt sau của loa nữa. Cái phần thân loa ở đây nó có một số sự thay đổi, đó là cái mặt lưới che loa nó cũng được làm lại giống như là trên cái chiếc XB22. Và có một điểm đó là chiếc XB32 này nó sở hữu cái cặp loa có cái đường kính lớn nhất trong ba cái mẫu loa này, nó lên đến 48mm. XB32 ngoài cái phần mềm đi kèm mà các bạn biết đó là Music Center, nó giống như là trên cái chiếc XB22, thì nó còn hỗ trợ thêm một cái phần mềm nữa, nó có tên đó là Fiestable. Và cái phần mềm được thiết kế riêng dành cho cái dân quẩy này, nó sẽ cho các bạn một cái khả năng tùy chỉnh nhiều hơn so với cái chiếc XB32.
Và với việc thiết kế riêng một cái phần mềm như vậy thì dân quẩy chúng ta sẽ có một cái sự tùy chỉnh nhiều hơn trên cái chiếc XB32 này. Và các bạn còn có một cái khả năng đặc biệt nữa trên cái chiếc XB32 này, đó là biến nó thành một cái cục sạc dự phòng khi mà điện thoại của chúng ta hết pin. Còn dĩ nhiên tất cả những cái tính năng như mình vừa chia sẻ, đó là live sound, là bass speed booster, như là khả năng ghép đôi wireless bass speed trên, tất cả nó đều có, và nó cũng có khả năng chống nước, chống bụi, chống han rỉ, cùng với đó là thời lượng pin nó đã được nâng cấp lên 24 giờ thay vì 16 giờ. Và có một cái điểm nữa giống như tiêu đề mình cũng đã chia sẻ đến với tất cả mọi người, đó là Sony năm nay họ dành cho các fan của mình một điều rất là đặc biệt, đó là tất cả những cái chiếc loa họ được nâng cấp như vậy nhưng mà cái giá của nó thì nó vẫn không hề thay đổi. Tức là chúng ta vẫn sẽ có cái giá 60 đô cho XB12, 100 đô cho XB22 và 150 đô cho XB32. Và các bạn thấy nó như thế nào? Với tất cả những cái điểm thay đổi về công nghệ, về thiết kế thì các bạn thấy là loa Sony năm nay nó đẹp hay xấu hơn so với năm ngoái? Và dự kiến là những cái sản phẩm loa này nó sẽ có mặt tại Việt Nam sớm nhất, đó là vào đầu quý 1 năm 2019. Và chắc chắn rằng khi đó thì bọn mình sẽ trên tay unbox cũng như là chia sẻ đánh giá cho các bạn tất cả những cái mẫu loa mới mà nó có mặt tại Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.